Lời sấm truyền chính xác, tháng 12 năm 2022 âm lịch, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tránh xa ba điều này, chắc chắn bùng nổ tài lộc, cuộc sống thăng hoa, tiền tỷ đón Tết. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thân thương đang theo dõi kênh Đại Phú Quý. Quý vị thân mến, chúng ta ai cũng đều biết rằng trong cuộc sống không phải ai cũng gặp được nhiều may mắn. Có những người phải đối mặt với không ít những khó khăn, trắc trở, thậm chí là đánh đổi nhiều thứ mới có được đồng tiền để làm điều mình muốn. Thế nhưng vận số sẽ không bao giờ là bất biến. Có thể lúc trước bạn còn đang khó khăn, nhưng vào thời điểm nhất định bạn có được những cơ hội trời ban. Nắm bắt tốt thì đổi vận phát tài là điều chắc chắn. Thầy tử vi khi xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, trong tháng 12 âm lịch, tháng cuối năm 2022, vận số may mắn vẫn chưa mỉm cười với con giáp tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Thậm chí bản mệnh còn rơi vào những cục diện hung hại, vận trình biến hóa khôn lường. Con giáp này cần chủ động đề cao cảnh giác, giữ tinh thần bình tĩnh và tỉnh táo để đối phó với mọi nguy cơ có thể xảy ra. Để biết vận trình sẽ như thế nào, những điều gì sẽ xảy ra với tuổi Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch tới đây, và liệu rằng có vận may hay cách nào để vượt qua giai đoạn khó khăn này để có một cái Tết đầm ấm bên gia đình, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Lời sấm truyền chính xác, tháng 12 năm 2022 âm lịch, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tránh xa ba điều này, chắc chắn bùng nổ tài lộc, cuộc sống thăng hoa, tiền tỷ đón Tết. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Tháng 12 năm 2022 âm lịch có 30 ngày, dương lịch từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến ngày 21 tháng 1 năm 2023. Can chi từ ngày Canh Tuất đến ngày Kỷ Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày Hoàng Đạo 6 tháng 12, 18 tháng 12, 26 tháng 12, 30 tháng 12 âm lịch. Ngày Hắc Đạo 4 tháng 12, 10 tháng 12, 19 tháng 12, 24 tháng 12 âm lịch. Tháng 12 năm 2022 âm lịch cũng là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Tưởng rằng đây có thể là lúc bản mệnh gặt hái thành quả sau cả một năm cố gắng. Nhưng trên thực tế, bạn vẫn phải giải quyết rất nhiều vấn đề bất chợt xảy đến. Dưới tác động của cục diện Sửu Thìn tương phá, công việc của bạn không tiến triển suôn sẻ được như mong muốn. Thời điểm này, cần chú ý đề phòng kẻ tiểu nhân, ghen ăn tức ở, đố kỵ về những thành quả mà bạn gặt hái được, ngấm ngầm giở trò khiến bạn gặp phải nhiều rắc rối. Rơi vào tình huống như vậy, bạn cần kiên định với lập trường của mình, chớ nên nóng giận, nông nổi lạc mất phương hướng, kẻo công lao cố gắng suốt bấy lâu, đổ sông đổ bể. Tình hình tài chính không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong tháng này. Tương phá khuyên bạn nên giữ gìn tốt tài sản của mình, chớ nên đầu tư một cách quá vội vã, dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của. Thời điểm cuối năm có điểm phá dỡ nhà cửa, xây sửa mộ phần cũng khiến bạn tốn kém một khoản nhất định. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch chi tiêu và đầu tư hợp lý, Thiên Đức vẫn cho bạn những cơ hội phát tài nhỏ. Cụ thể về sự nghiệp, cục diện tương phá đem lại nhiều phiền phức cho người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trên phương diện sự nghiệp. Vì thế, thời điểm cuối năm bận rộn như thế này, bạn cần hết sức tập trung vào nhiệm vụ mà mình đang làm. Nếu không dễ mắc sai sót, tạo cơ hội cho kẻ xấu bụng lợi dụng. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, bản mệnh chú ý dĩ hòa vi quý với người khác. Không nên chủ động tranh cãi, mâu thuẫn, khiến công việc càng trở nên rắc rối phức tạp. Nếu có tranh chấp xảy ra, bạn cần bình tĩnh suy xét xem mình là người đúng hay sai để có cách cư xử cho đúng mực. Để đề phòng tiểu nhân phá hoại, con giáp này cần cảnh giác với những người đột nhiên thân thiện khi tiếp xúc với mình, đồng thời không nên hành xử nông nổi, dễ gây mất lòng với người khác. Nếu hạn chế va chạm với tiểu nhân thì công việc của bạn sẽ trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Nguyệt lệnh lâm suy còn cho thấy một vài người rơi vào tình cảnh công việc bấp bênh, thiếu vững chắc, thậm chí người trẻ tuổi còn có thể lạc mất phương hướng, đánh mất sự tự tin của mình. Bạn cần thời gian để nhìn lại những chuyện đã qua,
và rút ra kinh nghiệm cho mình. Chớ nên vội vàng chạy theo bước chân của người khác, cũng như không cần quá để ý đến lời người khác bàn ra tán vào. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá bi quan vào hoàn cảnh hiện tại. Việc bạn cần làm bây giờ là tập trung, cố gắng hết sức mỗi khi bắt tay vào công việc. Thiên đức là cát tinh sẽ đem lại ít nhiều may mắn cho bạn. Nếu bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn vẫn hoàn toàn có cơ hội được cấp trên tán thưởng, thậm chí tạo cơ hội để được thăng quan, tiến chức, gặt hái thành quả xứng đáng với công sức. Về phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch, dưới sự ảnh hưởng của tương phá, tình hình tài chính của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 không được tích cực trong khoảng thời gian này. Trước khi nghĩ đến việc làm giàu, bạn cần tính đến việc giữ chặt số tiền mà mình đang sở hữu, chớ đưa ra những quyết định vội vàng gây hao tài tốn của, hối tiếc về sau. Trong quá trình hợp tác với người khác, bạn cần xác định rõ đối tượng hợp tác với mình là ai, có xứng đáng để tin tưởng hay không. Nếu không có lòng đề phòng người khác, bạn rất dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, khiến công việc liên tiếp gặp trục trặc, thậm chí là đầu tư sai lầm, tổn thất về tài chính. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy người trẻ tuổi không nên quá sốt sắng trong việc làm giàu. Muốn phát triển thì bạn nên đi theo hướng, chậm mà chắc. Chớ nên làm giàu sổi để dễ đánh mất phương hướng ban đầu của mình, thậm chí còn vướng vào các rắc rối pháp luật. Cuối năm, một số người phải dành tiền cho việc tân trang nhà cửa, xây sửa mộ phần. Cần chú ý chi tiêu cho hợp lý, không nên xa hoa lãng phí vào những vấn đề không thực sự cần thiết. Hãy quan tâm đến tính thực tế của công việc, chứ không phải là những thứ phù phiếm bên ngoài. Âm sát khuyên bạn làm ăn phải trung thực, dựa trên sức của chính mình, chớ nên dở âm mưu thủ đoạn gian trá, giảo hoạt để lừa gạt người khác, nếu không dễ nhận hậu quả thích đáng. Trong quá trình lập kế hoạch cũng nên căn cứ vào thực tế, không nên ảo tưởng viển vông, tự gây áp lực cho chính mình. Về phương diện sức khỏe, tình trạng sức khỏe của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 không thực sự tích cực trong khoảng thời gian này. Do chịu tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh thường xuyên cảm thấy sa sút, mệt mỏi, tinh thần bất định hay lo lắng khiến cơ thể cũng trở nên thiếu sức sống, không muốn vận động. Thời điểm cuối năm là thời điểm bận rộn, bạn không nên làm việc quá sức của mình. Cho dù kết quả đạt được có không như ý, thì bạn cũng nên suy nghĩ thoáng hơn, không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu bản thân, tự oán trách chính mình. Về tình duyên, chuyện tình cảm của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 khá ảm đạm trong suốt khoảng thời gian cuối năm này. Thậm chí cục diện tương phá còn cảnh báo trước những đổ vỡ nếu bạn không chú ý đến cách cư xử của mình, không chú ý gìn giữ các mối quan hệ. Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nhau vì những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Bạn không nên nóng nảy, chuyện bé xé ra to, khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng dễ xảy ra bất hòa. Người ở những thế hệ khác nhau có những quan điểm tư tưởng khác nhau là một việc rất hiển nhiên. Đôi bên không nên bắt đối phương phải hiểu suy nghĩ, cảm nhận của mình. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 12 âm lịch. Tuần 1, từ mùng 1 tháng 12 đến 8 tháng 12 âm lịch. Xin chia buồn với người tuổi Bính Thìn làm công ăn lương, bởi bạn có một tuần đầu tháng làm việc không được may mắn như kỳ vọng. Hãy hạn chế bản tính nóng nảy của mình. Dù không hài lòng với bạn bè đồng nghiệp thì cũng hãy nêu ý kiến nhẹ nhàng, chớ nên nảy sinh mâu thuẫn không đáng có. Sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra, dù có gặp phải nhiều rắc rối, bản mệnh cũng chớ nên suy nghĩ bi quan hoặc cố gắng quá sức rơi vào tình trạng lao lực. Bạn cần phải cân bằng cảm xúc của mình, cũng như cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Tuy nhiên, với người làm ăn kinh doanh thì đây lại là một tuần tài lộc cực vượng. Bạn có thể nhận được lãi lời từ những khoản đầu tư từ trước đó. Đây là tín hiệu tích cực, báo hiệu một tuần suôn sẻ hơn, khắc phục được những khó khăn còn tồn tại. Tuần 2, từ ngày 9 tháng 12 đến 15 tháng 12 âm lịch. Trên phương diện sự nghiệp, chính quan cho thấy bạn có thể đang nắm giữ một chức vụ tốt, nhưng đừng để sự kiêu ngạo của mình phá hủy tất cả mọi cố gắng từ trước đến nay. Thiên quan và thương quan khuyên bạn
tốt nhất không nên chủ động gây hấn với người khác, đặc biệt là người có vị thế cao hơn mình. Chuyện làm ăn diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong tuần này, mà chủ yếu là khoảng thời gian từ giữa tuần cho đến cuối tuần. Song bạn không cần quá vất vả mới đạt được yêu cầu, bởi nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng, bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, đại hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Tuần 3 từ ngày 16 tháng 12 đến 22 tháng 12 âm lịch, vận xui vẫn đeo bám người tuổi Bính Thìn trong tuần này. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh sa sút rõ rệt khi mà cả thiên quan và thương quan đều xuất hiện, giáng xuống những hiểm họa khó có thể lường trước được. Bạn có ý chí và quyết tâm, cũng có nhiều ý tưởng, nhưng tiếc là chẳng được ông trời ủng hộ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bạn còn thiếu một chút may mắn mới có thể giành được thành công. Tiểu nhân là kẻ thù lớn nhất của người tuổi Bính Thìn trong thời điểm này. Công việc chẳng được như ý muốn, phần lớn là vì bạn đang có kẻ thù, đang có kẻ muốn phá hoại, không để cho bạn có được thứ mình muốn. Có thể bạn đã quá vô tư khi luôn nhìn vào điểm tốt của mọi người và cố gắng theo lối sống dĩ hòa vi quý, nên chẳng thể lường được mình bị phản bội. Vận trình tài lộc tương đối ổn định, tuy có vài thất thoát tổn hao, nhưng chỉ rất nhỏ mà thôi. Về cơ bản thì bản mệnh đang có nhiều cơ hội để phát tài phát lộc. Bạn có thể mạnh dạn tiến hành công cuộc đầu tư của mình. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ nên dựa vào chính mình. Tuần thứ tư, từ ngày 23 tháng 12 đến 30 tháng 12 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, cả những ngày giáp Tết, người tuổi Bính Thìn càng tất bật. Một mặt phải hoàn tất những hạng mục công việc dở dang, mặt khác đưa ra phương hướng, mục tiêu phát triển cho năm mới. Tài lộc trong tuần mới của người tuổi Bính Thìn khá vượng, đặc biệt là thứ tài. Không những nguồn thu chính tăng, bạn còn gặp nhiều may mắn về các khoản thu phụ, thậm chí có được khoản tiền bất ngờ. Chính bản thân bạn cũng chưa từng nghĩ tới. Năm hết Tết đến, tinh thần làm việc của người tuổi Bính Thìn càng hăng say và nhiệt tình, nên cảm giác làm gì cũng thuận lợi, hiệu quả công việc được nâng cao rõ rệt. Đến giờ phút này, bạn có thể kê cao gối mà ngủ, chờ đợi khoản tiền thưởng cuối năm để đón một cái Tết rôm rả, hoành tráng. Người làm chủ kinh doanh buôn bán có một tuần làm việc thuận lợi, tiền bạc không còn gây áp lực lớn. Lưu ý nên tránh hợp tác với người tuổi Tỵ hoặc Mùi, tránh mâu thuẫn phát sinh, khiến cả hai hao tài tốn của. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 trong tháng 12 âm lịch. Khẩu quyết, đề phòng tiểu nhân lừa gạt, cướp đoạt tiền của, tài sản. Quý nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Con số may mắn, 12, 50, 86, 92. Thưa quý vị, ta có thể là người chăm chỉ, thông minh, điều đó chỉ đảm bảo cho cuộc sống no đủ, không rơi vào khó khăn. Thế nhưng để giàu có, cuộc sống trở nên sang quý, thì ắt cần có phúc đức sâu dày. Người xưa từng nói, phát tài nhỏ dựa vào chuyên cần, nhưng phát tài lớn chính là dựa vào phúc đức. Do đó họ mới khuyên răn chúng ta nên cố gắng tạo phúc càng nhiều càng tốt. Vì đức mà không dày thì giàu có cũng chỉ là tạm bợ. Hãy xem quá trình kiếm tiền chỉ là lúc ta phát huy sức sáng tạo, thử nghiệm kiến thức của mình để thu hút lòng người, chứ đừng cố gắng tranh giành tiền bạc về mình. Nếu phúc đức không đủ thì tiền bạc cũng sẽ sớm tiêu tan. Vừa rồi Đại Phú Quý đã chia sẻ vận trình chi tiết tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 trong tháng 12 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng kế hoạch cho mình trong tháng cuối cùng trong năm 2022. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.